lấy lên cái lên cái bao phố này nhé, lấy lên sáng nó bao phố mò nhé, bao phố ăn á đi mò đi cà được một cái nhé, nó cực lẹ đấy bao phố này ý ở bao phố giết nhí là cái cây kiếm tay một mà lấy cây lê nó bố quá à nè đấy nó bố nè cái cây kiếm kia nó sắp mà phù một lửa ra cho mình phù một lửa ra bưng món thịt khô một lấy màu chung này chè phải tới bằng phun phù sâu như phun ra pháo sọc thịt khum đấy là phun thịt khô ạ phù một thịt khum là bằng phun thế là nó lắc chạy rồi phù màu phù này đào chiếc phù lắc là phù nó rất mỏ mà qua thế thì lắc chạy rất là thật phù phù ngâu vui cho mày lấy ngọt nhé đạp lò à đây là luôn này ô trời đất kìa đây là bốn ta đặt bách này đặt đạp với bằng bốn này chuyện street mà kia vương nó giống này
Đó là mục đó. Cái gì nữa mà phố này mà tôi có đấy thấy chứ nó phù sâu dưỡng mình đang khoa thật tí thương nó bom đã chứ lúc này mình sẽ mở hù một lúc lúc cái đó là thật là vui đấy. Nè, chặt cái chiều xuống mẹ bỏ. Xong rồi nè, cái đọc xuống mẹ, mùm mục. Thế mà cũng thật trái này, nó khai này. Buộc là đạch chặt ông. Mẹ mà cũng là chiều xuống mẹ. Làm vui mừng lắm chứ tập u sâu một cái hào cái lên được ta bòn đầy dưỡng để sụp cùng đẹp pha dưỡng một thôn phía xa đấy mà hồ này uống chiều mơ thế đã chuyển cho mấy là hồ này rất mò hồ lại lưu thêm máu. Mà vô này tập mà đã thì kiếm được là vô này Đây là chuyện nghĩa là
เป็นบ้านแสนบ้านปูจากเดียกเก่าจากจูคือที่บ้าน